bận đi học cho nên là chúng ta chỉ học từ 1 giờ đến 2 giờ thôi. Và buổi hôm trước thì chúng ta đã giới thiệu về phần các cái biểu đồ của UML, các cái ký hiệu được sử dụng, cũng như là ngữ cảnh sử dụng các cái biểu đồ trong cái ngôn ngữ UML áp dụng cho cái việc gọi là thiết kế các cái hệ thống phần mềm. Và trong cái buổi hôm trước thì chúng ta cũng đã giới thiệu một số các cái công cụ, cái tên của các cái công cụ thôi. Trong đó thì chúng ta đã nói là có cái công cụ Visual Paradigm và Rational Role. Thế thì Rational Role là một cái công cụ gọi là được thương mại hóa, tức là người ta bán cho các cái công ty để mà chuyên về thiết kế các cái hệ thống phần mềm, và cũng rất là nhiều người người ta sử dụng được các cái công cụ Rational Role này để mà vẽ các cái biểu đồ của UML. Và cái sử dụng cái công cụ này thì nó cũng tiết kiệm rất là nhiều công sức khi mà chúng ta vẽ các cái biểu đồ của UML. Thế thì trong cái buổi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần giới thiệu về các cái biểu đồ của UML và cái công cụ để mà vẽ các cái biểu đồ này. Và chúng ta sẽ tập trung vào cái công cụ là Rational Role. Thực ra thì các cái công cụ mà để mà thiết kế các cái biểu đồ của UML á, thì cái cách thức mà để mà sử dụng và cái cách thức vẽ là nó hoàn toàn là giống nhau, tức là cũng cái cách thức là click vào một cái biểu tượng các cái ký hiệu của UML, và sau đó thì đặt ra để mà vẽ các cái ký hiệu của UML cũng như là vẽ các cái biểu đồ. Thế thì Rational Role, role là viết tắt của cái từ Rational Object Oriented Software Engineering. Thì nó là một cái tập các cái công cụ sử dụng để mà mô hình hóa trực quan cho cái việc gọi là phát triển phần mềm hướng đối tượng. Và cái công cụ role này thì nó tập trung vào các cái biểu đồ UML để mà cung cấp các cái phương pháp đồ họa cho những cái người mà không lập trình muốn thực hiện các cái tiến trình gọi là mô hình hóa các cái mô hình, và cũng như là có thể là sử dụng cho cả những người lập trình mà để mà mô hình hóa các cái ứng dụng một cách logic. Tức là chúng ta nhìn thấy rằng là có thể cái công cụ này nó có thể là sử dụng cho những người mà không chuyên về lập trình, là chúng cũng như là những người chuyên về lập trình. Những người không chuyên về lập trình thì có những cái ví dụ như là các cái biểu đồ hôm trước chúng ta đã nói rồi, ví dụ như là If-Case Diagram hay là Activity Diagram. Những người lập trình chẳng hạn thì người ta có thể là vẽ những cái biểu đồ mà liên quan đến những cái vấn đề về logic ở trong các cái chương trình phần mềm, ví dụ như là class diagram hay là sequence diagram, là các cái biểu đồ mà mô tả các cái luồng các cái tiến trình thực hiện ở trong các cái chương trình phần mềm. Thế thì để mà vẽ được các cái biểu đồ sử dụng các cái sử dụng cái công cụ là Rational Role này, thì đầu tiên là chúng ta cần phải xác định nó là thuộc cái view nào, ví dụ như là use case view hay là logical view. Và trong mỗi cái view này, ví dụ như cái use case view chẳng hạn, thì chúng ta đã biết rằng là nó có các cái biểu đồ như là use case diagram hay là activity diagram, và các cái logical view chẳng hạn thì nó sẽ có các cái biểu đồ về class diagram vân vân. Và để mà minh họa cho cái việc gọi là vẽ các cái biểu đồ thì chúng ta đây chúng ta nhìn thấy cái giao diện của cái công cụ gọi là Rational Role. Thế thì cái công cụ Rational Role này nên là chia cái giao diện ra một số các cái phần khác nhau. Chúng ta nhìn thấy là đầu tiên là cái menu ở bên trên này, xong rồi đến các cái standard toolbar thì nó cũng giống như là cái các cái công cụ soạn thảo hiện nay, thì nó cũng tổ chức các cái menu hay là các cái standard toolbar giống như thế này. Và tiếp theo thì nó có một cái cửa sổ gọi là browser để mà hiển thị các cái view của mô hình cũng như là các cái biểu đồ của UML. Và phía dưới thì nó có các cái gọi là documentation view. Và ở giữa cái màn hình giữa này
cái màn hình chính của cái công cụ. Chúng ta nhìn thấy đây là cái màn hình để mà gọi là diagram window, tức là cửa sổ các cái biểu đồ, thì người ta sẽ vẽ các cái biểu đồ ra ở giữa này. Và ở đây chúng ta nhìn thấy là có một cái diagram toolbar ở đây, nó nằm ở phía giữa cái cửa sổ browser và cái cửa sổ các cái biểu đồ này. Thì trong này thì nó sẽ tùy theo cái loại biểu đồ chúng ta chọn để vẽ nó là gì, thì nó sẽ có các cái ký hiệu đồ họa tương ứng. Ví dụ chúng ta nên thấy là ví dụ như class diagram chẳng hạn, thì chúng ta nên thấy là nó có các cái ký hiệu của class này, có các cái ký hiệu của các cái association này, hay là ký hiệu thừa kế, ký hiệu gọi là quan hệ composition. Thì tất cả những cái ký hiệu mà của trong class diagram thì nó sẽ xuất hiện ở trên cái thanh gọi là diagram toolbar này. Và đây là một cái ví dụ minh họa mà chúng ta sử dụng cái công cụ rational rows để mà vẽ cái biểu đồ gọi là Yuske diagram. Thì như chúng ta đã biết rằng là cái Yuske diagram thì nó có một số các cái ký hiệu cơ bản, đó là Yuske, các cái Yuske này, các cái actor và các cái quan hệ giữa các cái actor. Thì chúng ta có cái quan hệ giữa các cái actor này thì nó có các cái quan hệ mà ở đây trong bài trong cái phần trước thì chúng ta không đi sâu vào. Tuy nhiên nó có các cái quan hệ, ví dụ như use hay là include v.v. thì đó là cả một số các cái quan hệ giữa các cái isk hay là các cái actor, nó có cái quan hệ ví dụ như là thừa kế chẳng hạn, thì nó có các cái loại đấy nếu như mà chúng ta đi sâu vào chi tiết. Tuy nhiên là nó cũng không quá quan trọng khi mà chúng ta biểu diễn các cái quan hệ giữa các cái isk hay là các cái actor ở trong isk diagram. Mà chúng ta chỉ cái phần này chúng ta chỉ xác định rằng là nó có những actor nào và có những isk nào ở trong một cái hệ thống phần mềm. Và khi mà đã xác định được là một cái hệ thống phần mềm này nó có những cái actor và có các cái isk nào và cái quan hệ giữa các cái actor và các cái isk, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái gọi là isk diagram. Mà cái isk diagram này thì nó sẽ ở trong cái isk view, tức là khung nhìn isk. Và chúng ta sẽ làm thế nào chúng ta vẽ được cái ví dụ như là cái actor là client này, thì chúng ta nhìn thấy đây có một cái ký hiệu là trên cái thanh toolbar này này, nó có một cái ký hiệu của actor đúng không, nhìn cái hình giống con người này, thì chúng ta bấm chuột và chúng ta nhả nó ra đây, thì nó sẽ vẽ tự động vẽ ra một cái tác nhân ở đây. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ vẽ cả cái use case bằng cách là bấm vào đây và nhả ra ngoài này, nhả ra ở đây, và chúng ta đây chúng ta nhìn thấy là có ba cái USK khác nhau. Chúng ta chỉ cần kéo chuột 3 lần thì nó sẽ ra 3 cái USK. Sau đó thì chúng ta có thể là vẽ các cái quan hệ giữa các cái actor và các cái USK, hoặc là giữa các cái USK với nhau thông qua các cái ký hiệu nằm ở trên cái toolbar này. Thì mỗi lần mà chúng ta vẽ một cái USK hay là một cái actor chẳng hạn, thì trong cái cái cửa sổ này này, cái USK view này, thì nó sẽ có các cái phần tử tương ứng vừa mới sinh ra cho cái biểu đồ gọi là USK diagram. Và thì đó là cái biểu đồ gọi là USK diagram, nó nằm trong cái gọi là USK view. Sau khi nếu chúng ta muốn vẽ một cái biểu đồ gọi là class diagram, class diagram thì nó nằm trong cái gọi là logical view, là khung nhìn logic. Thế thì cũng tương tự như vậy, thì chúng ta giả sử như vẽ một cái lớp vẽ một lớp chẳng hạn, đây là chúng ta vẽ lớp animal, thì chúng ta tìm cái ký hiệu là ví dụ như đây là cái ký hiệu của lớp, nó nằm ở đây rồi được chia một cái hình chữ nhật thành ba phần, thì chúng ta vẽ ra đây, kéo cái symbol này ra, cái đặt ở giữa này, thì nó sẽ vẽ ra một cái hình chữ nhật mà được chia thành 3 phần, và chúng ta đặt tên nó là animal. Hay là tương tự như vậy, chúng ta có cái lớp là đặt tên là dog, và chúng ta có cái lớp đặt tên là tiger. Sau đó thì giả sử chúng ta muốn cái lớp dog và lớp tiger này nó thừa kế từ cái lớp animal chẳng hạn, thì chúng ta sử dụng cái ký hiệu là thừa kế ở đây. Thì ký hiệu thừa kế này chúng ta bắt nó ra và chúng ta nối giữa cái lớp dog và lớp animal, hay là lớp tiger với cả lớp animal. Thế thì nó sẽ có một cái ký hiệu là animal là lớp cha của lớp dog và lớp tiger, như là cái ký hiệu ở trên cái
trên cái biểu đồ này. Bắt đầu mà vẽ một cái sequence diagram. Vẽ một cái sequence diagram thì chúng ta cũng tương tự như vậy thôi. Thì là nó cũng sequence diagram này nó nằm trong cái logical view, và rõ ràng là trên cái thanh toolbar này là nó đã xuất hiện tất cả các cái ký hiệu mà có ở trong cái các cái biểu đồ tuần tự. Và vì vậy cho nên giả sử chúng ta muốn vẽ các cái đối tượng chẳng hạn, thì chúng ta bắt từ cái ký hiệu là đối tượng ở đây. Ký hiệu đối tượng là chúng ta đang nhìn thấy sequence diagram nó có một cái hình chữ nhật ở phía trên và có một cái đuôi ở phía dưới này, ngắn ngắn này. Và chúng ta vẽ nó ra đây thì nó sẽ tự động nó vẽ ra cái hình chữ nhật và có một cái đường lifeline ở phía dưới này. Sau đó thì chúng ta giả sử muốn vẽ một cái message chẳng hạn, chúng ta có một cái ký hiệu mũi tên ở đây để mà vẽ các cái message gửi giữa các cái đối tượng trong cái biểu đồ tuần tự. Và tương tự như vậy thì chúng ta có thể là vẽ các cái biểu đồ tuần tự phức tạp ở cái mức gọi là phức tạp hơn. Trong cái biểu đồ, và ví dụ như khi mà chúng ta nhìn thấy là cái biểu đồ tuần tự này, nếu như chúng ta sử dụng Microsoft Word chẳng hạn để mà vẽ thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian, có thể là mất cả 30 phút để mà vẽ một cái biểu đồ tuần tự như thế này. Tuy nhiên nếu như chúng ta sử dụng cái công cụ gọi là Russian Arrow hay là các cái công cụ khác để mà vẽ các cái biểu đồ của UML, chúng ta chỉ mất chưa đầy 5 phút để mà vẽ các cái loại biểu đồ này. Thế thì ví dụ như là để mà vẽ một cái biểu đồ lớp chẳng hạn thì chúng ta sẽ tạo nó như thế nào? Thì đầu tiên đó là chúng ta vào nó thuộc logical view, và chúng ta click chuột phải, chúng ta đây chúng ta ra cái menu và chúng ta chọn vào new một cái biểu đồ. Và đây trong này là nó trong cái logical view thì nó có các cái biểu đồ, nó có các cái phần tử nào thì ở đây nó sẽ xuất hiện ở trong cái menu này. Và đó là khi mà chúng ta muốn tạo ra một cái class diagram thì chúng ta chọn vào cái class diagram và nó sẽ vẽ ra trong cái cửa sổ chính của cái công cụ. Và trong các cái biểu đồ lớp thì rõ ràng là nó có các cái thuộc tính và các cái phương thức, và chúng ta có thể đặt, ví dụ như đây chúng ta nhìn thấy là nó là public prototype hay là private, tức là các cái cơ chế đóng gói của các cái thuộc tính. Và chúng ta có thể là lựa chọn là các thuộc tính này là thuộc public prototype hay là private. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là lựa chọn là nó là dấu cộng, dấu thăng hay là dấu trừ. Thì chúng ta có thể là lựa chọn cái cách thức biểu hiện các cái thuộc tính ở trong các cái biểu đồ. Cũng tương tự như vậy thì chúng ta có thể vẽ các cái biểu đồ deployment diagram mà hôm trước chúng ta đã bài hôm trước thì chúng ta đã đề cập, nó cũng chỉ là các cái ký hiệu thôi, và chúng ta để lại bắt cái hiệu và chúng ta đặt tên nó thôi, chúng ta kết nối các cái phần tử lại thì chúng ta có các biểu đồ. Thế thì các cái biểu đồ của UML và cái việc mà sử dụng công cụ thì là chúng ta sẽ phải cài đặt ở trên máy tính và tự thực tập lấy. Hồi xưa thì các cái chương trình cũ thì nó có tiết thực hành, thì chúng ta có thể là lên lớp và chúng ta thực hành vẽ các cái biểu đồ này. Tuy nhiên là đây là một cái việc mà nó tương đối là đơn giản với cả sinh viên công nghệ thông tin, cho nên là chúng ta ở nhà luyện tập các cái biểu đồ này là chính, chúng ta không cần phải ai hướng dẫn, mà chúng ta có thể sử dụng các cái hướng dẫn ở trên cái slide này cũng như là các cái hướng dẫn khác ở trên internet để có thể tự luyện tập vẽ các cái biểu đồ và chuẩn bị cho cái việc là chúng ta sẽ làm các cái bài tập lớn thông qua các cái biểu đồ của UML. Và tôi cũng rất là khuyến khích là các bạn mà sử dụng cái công cụ gọi là Visual Paradigm, các cái khóa trước chẳng hạn các bạn sử dụng cái công cụ gọi là Visual Paradigm đấy thì vẽ nó là gọi là tương đối đẹp và nó tương đối là chuẩn các cái mô hình của các cái hệ thống phần mềm. Các cái Russian Arrow này thì chúng ta học, tuy nhiên là nó là một cái bản thương mại cho nên nó cũng tương đối là khó để mà chúng ta download và cài đặt vào trong các cái máy tính. Tuy nhiên là Visual Paradigm thì nó là một cái bản miễn phí và chúng ta có thể download và cài đặt trong các máy tính để mà vẽ các cái biểu đồ chuẩn bị cho cái việc gọi là làm các cái bài tập lớn.
Thế thì cái phần mà các cái công cụ và các cái biểu đồ của UML thì chúng ta dừng ở đấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục với cái đến cái phần tiếp theo là cái phần là phân tích và thiết kế các cái hệ thống đối tượng sử dụng các cái biểu đồ UML. Tuy nhiên trước khi mà nói đến cái phần gọi là phân tích và thiết kế thì chúng ta sẽ phải viết cái yêu cầu của các cái hệ thống phần mềm trước. Thế thì cái yêu cầu của hệ thống của các cái hệ thống phần mềm thì chúng ta cũng đã, thực ra là chúng ta đã học hai buổi đúng không? Hai tiết ở trong hai buổi ở trong cái môn gọi là công nghệ phần mềm rồi. Môn này chúng ta tiếp tục với cái thực ra là chúng ta áp dụng những cái khái niệm về việc yêu cầu các cái hệ thống phần mềm một cách chung chung vào trong cái gọi là việc yêu cầu của các cái hệ thống phần mềm cho cái hệ thống hướng đối tượng mà nó sử dụng các cái mô hình use case, tức là nó dựa trên các cái use case diagram của UML để mà viết cái yêu cầu cho các cái hệ thống phần mềm. Và trước khi mà đi đến các cái nội dung thì chúng ta sẽ phải xem xét là một số các cái thành phần ở trong các cái yêu cầu của các cái hệ thống phần mềm này. Đó là cái phần gọi là introduction hay là giới thiệu. Sau đó thì chúng ta sẽ xem xét một số các cái khái niệm chính ở trong cái phần gọi là yêu cầu của các cái hệ thống phần mềm là gì. Chúng ta sẽ giới thiệu cái mô hình use case, glossary, cái bộ các cái từ điển trong một cái hệ thống phần mềm, sau đó thì chúng ta sẽ nói đến cái phần gọi là đặc tả bổ sung cho cái mô hình yêu cầu của các cái hệ thống phần mềm. Thế thì người Nhật mà tác giả là Haruki Murakami có một cái câu phát biểu là like a button on a search button wrong, every attempt correcting like to get another file. Tức là khi mà chúng ta nếu mà cài sai một cái cúc ở phía trên thì tất cả những cái cố gắng mà sửa sai ở phía dưới thì nó đều là không có ý nghĩa gì. Cái câu này nghĩa rằng là khi mà chúng ta bắt đầu về một cái hệ thống phần mềm thì cái việc mà xác định yêu cầu của các cái hệ thống phần mềm là nó là đóng cái vai trò gần như là quan trọng nhất, bởi vì nó chính là cái bước mà chúng ta sẽ phải định hình cái sản phẩm sau này của chúng ta là như thế nào. Và chúng ta nhìn thấy rằng là rất là nhiều cái sản phẩm phần mềm ra đời, tuy nhiên là người dùng người ta không sử dụng, hay là những cái sản phẩm phần mềm mà nó thiếu rất là nhiều chức năng, hay là nó không đúng với cả các cái yêu cầu của người dùng. Người ta không thấy là cái nhu cầu sử dụng những cái hệ thống phần mềm như vậy. Và vì vậy cho nên là trước khi mà bắt tay vào cái việc là phát triển một cái sản phẩm phần mềm, một cái hệ thống phần mềm, thì chúng ta cần phải dành rất là nhiều thời gian để xác định cái bài toán, cũng như là xác định tất cả các cái ràng buộc, các cái yêu cầu cho cái hệ thống phần mềm mà chúng ta muốn xây dựng. Thế thì cái yêu cầu của hệ thống phần mềm nó là đi bước sau cái bước sau cái giai đoạn gọi là business modeling, tức là cái về gọi là mô hình hóa nghiệp vụ. Thì cái yêu cầu phần mềm này nó quan trọng, tuy nhiên nó cũng còn kém quan trọng hơn là so với cả cái bước gọi là business modeling, tức là càng cả cái bước mà càng sớm thì nó lại càng quan trọng, bởi vì nó là cái bước mà nó định hình cái sản phẩm sau đời sau này ra đời nó như thế nào. Ngay từ đầu chúng ta nói rằng là ví dụ như là một cái hệ thống như đó chẳng hạn, nó có 3 chức năng, thì sau này rõ ràng là chúng ta sẽ phải theo đuổi cái hệ thống đó với 3 chức năng như vậy. Tuy nhiên ngay từ đâu mà chúng ta mà phát triển một cái sản phẩm mà với 5 chức năng thì chúng ta sẽ phải đi theo cái yêu cầu của hệ thống với là 5 chức năng, hay là với những cái thiết kế ngay từ đầu chúng ta bắt buộc là những cái hệ thống nó đi theo như vậy thì cái sản phẩm cuối cùng nó sẽ ra như vậy. Và vì vậy cho nên là càng cái giai đoạn ban đầu thì chúng ta cần phải tư duy nhiều, cần phải suy nghĩ thế nào để mà phát triển một cái sản phẩm phần mềm mà người dùng người ta yêu mến trong cái việc gọi là sử dụng các cái chức năng, các cái sản phẩm của phần mềm.
Và cái giai đoạn thứ hai sau khi mà business modeling thì đó chính là cái giai đoạn là yêu cầu phần mềm, tức là viết ra những cái ràng buộc, những yêu cầu cho cái hệ thống phần mềm đó, để mà tiếp theo là cái chúng ta thực hiện cái gọi là giai đoạn gọi là phân tích và thiết kế. Từ phân tích và thiết kế là lúc đấy chúng ta đã định hình rõ ràng là những cái ràng buộc của cái hệ thống rồi, và chúng ta sẽ phải đưa ra cái mô hình trước khi mà tiến hành coding, cài đặt cái hệ thống phần mềm đó. Thế thì cái mục đích của yêu cầu phần mềm, như chúng ta nhìn thấy trên slide đấy, là người ta là thiết lập và duy trì một cái sự đồng thuận giữa cái khách hàng và cả cái stakeholder về những cái gì mà hệ thống nên làm. Tức là yêu cầu của hệ thống phần mềm này là chúng ta sẽ phải họp những cái bên liên quan rất là nhiều lần, và chúng ta phải thống nhất là những cái chức năng nào, những cái ràng buộc nào để mà xây dựng cái sản phẩm cho hệ thống. Và yêu cầu phần mềm này thì nó cũng sẽ giúp cho những người mà phát triển cái hệ thống đấy, nó hiểu rõ hơn về cái yêu cầu của hệ thống. Nếu giả sử chúng ta mà không viết ra được, không viết rõ ràng các cái yêu cầu, thì cái người phát triển phần mềm người ta cũng chỉ nghe là biết cái ý tưởng là phát triển cái hệ thống phần mềm thế thôi, nhưng thực ra là người ta không biết là cụ thể là làm cái gì trong đó. Vậy cho nên khi mà chúng ta xây dựng, chúng ta viết rất là tường minh tất cả các cái vấn đề của cái hệ thống phần mềm, thì chúng ta sẽ phải cung cấp cho cái người phát triển phần mềm đấy một cái hiểu biết rất là sâu sắc về cái hệ thống phần mềm mà họ muốn phát triển. Ngoài ra thì cái mục đích của yêu cầu của hệ thống phần mềm này, nó cũng cho phép là các cái nhóm phát triển đó là người ta có thể là hạn chế những cái gì mà hệ thống cần làm. Một trong những cái vấn đề đó là khi mà chúng ta phát triển các cái hệ thống phần mềm, mà chúng ta có những cái tham vọng rất là lớn, chúng ta muốn rất là nhiều chức năng, chúng ta muốn cái gì cũng làm, cũng đưa vào trong cái hệ thống phần mềm. Tuy nhiên là ngay từ đầu thì chúng ta cần phải có những cái hạn chế để mà xác định xem là những cái chức năng nào thực sự là cần thiết, và những chức năng nào là không cần thiết cho cái hệ thống phần mềm đó. Và nó như là một cái thỏa thuận ban đầu mà các bên liên quan thống nhất rằng là cái hệ thống phần mềm này chỉ là phát triển những cái chức năng như vậy, còn những cái chức năng khác thì sẽ không làm. Yêu cầu phần mềm thì nó cũng cung cấp một cái cơ sở để mà chúng ta có thể lập kế hoạch và giải quyết các cái vấn đề về kỹ thuật cho hệ thống phần mềm. Ngoài ra thì với cái yêu cầu phần mềm thì chúng ta cũng có thể giúp cho đó là cái cơ sở để mà chúng ta ước lượng được cái chi phí và cái thời gian phát triển của cái hệ thống phần mềm. Thì đây là một cái nội dung mà trong cái môn gọi là quản lý dự án phần mềm. Thì quản lý dự án thì một trong những cái ngoài cái việc là thành lập nhóm rồi chuẩn bị các cái điều kiện về vật chất rồi về con người rồi mọi thứ vân vân, thì một trong những cái tiêu chí một cái người quản lý dự án đấy là người ta phải ước lượng được cái chi phí và cái thời gian để mà phát triển cái hệ thống phần mềm đấy cách tức là hoàn thành một cách đúng thời gian, đúng đúng người kinh phí. Và vì vậy cho nên là người ta cần phải có những cái yêu cầu phần mềm rất là rõ ràng để mà dựa trên đó thì người ta có thể đánh giá được là với cái hệ thống như vậy thì cần bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu thời gian, 6 tháng hay là 1 năm để mà hoàn thành cái hệ thống phần mềm. Và cái yêu cầu của hệ thống phần mềm thì nó cũng là cái cơ sở để người ta thiết kế nên các cái giao diện người dùng. Thì rõ ràng là cái giao diện người dùng thì nó càng ngày càng quan trọng, đặc biệt là trong không phải là mỗi trong cái máy tính mà trong các cái thiết bị di động, ví dụ như là iPad hay là các cái điện thoại thông minh chẳng hạn, đúng không? Thì rõ ràng là những cái ứng dụng phần mềm thì càng ngày người ta cái giao diện mà người ta gọi là UI UX ấy, là nó đóng cái vai trò quan trọng. Và dựa trên cái yêu cầu của hệ thống phần mềm đấy, người ta những người thiết kế giao diện đấy, người ta sẽ phải đưa ra cái yêu những cái bản thiết kế như thế nào để mà đúng với cả cái sở thích, cái ham muốn sử dụng của người dùng. Và các cái thành phần mà liên quan trong các cái tài liệu về yêu cầu của hệ thống phần mềm thì có thể tóm tắt ngắn gọn ở trong cái
trong cái các cái phần tử ở trên cái slide này. Thì chúng ta nhìn thấy là bên trái là một cái khung hình mà nó ở phía đây, cái khung trong cái khung này gọi là các cái gọi là use case model, tức là mô hình use case. Mô hình use case thì trong này nó có các cái đây là cái hình này là nó giống cái gì đây? Chúng ta đã học rồi cái gì đây? Đây là cái use case diagram đúng không? Use case diagram của UML. Và ở dưới đây là các cái use case specification. Use case specification này nó là mô tả chi tiết đến từng cái use case này. Một use case ở trong cái biểu đồ use case diagram này đều được mô tả ở trong cái use case specification. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái tài liệu nữa là tài liệu glossary, các cái từ khóa từ điển liên quan đến cái hệ thống phần mềm, và một cái tài liệu nữa gọi là supplementary specification, tức là đặc tả bổ sung cho cái hệ thống phần mềm này. Khi nó sẽ mô tả các cái ràng buộc phi chức năng của hệ thống vân vân, thì nó sẽ mô tả ở trong cái tài liệu đặc tả này. Thế thì nữa chúng ta sẽ xem xét một cái case study, đó là cái code registration problem statement. Tí nữa thì chúng ta sẽ xem xét cái yêu cầu của cái hệ thống đó, và người ta sẽ viết kia từ cái yêu cầu của hệ thống thì người ta sẽ viết cái mô hình use case như thế nào, viết yêu cầu cho cái hệ thống phần mềm hưởng đối tượng như thế nào. Một số các cái khái niệm đây chúng ta có một số các cái khái niệm liên quan đến cái gọi là use case modeling, tức là các cái mô hình use case. Thì thực ra thì trong này là có các cái ký hiệu này chúng ta đã nói ở trong cái phần UML rồi, cho nên chúng ta sẽ không nhắc lại nữa. Đây là các cái actor, đây là các cái use case. Và ở đây nhắc lại là đây là các cái từ các cái use case và các cái actor, chúng ta vẽ được các cái use case diagram ở trong UML. Và các cái use case này, ngoài cái việc là cung cấp các cái chức năng chính, chúng ta xác định và giới hạn các cái chức năng chính của hệ thống phần mềm, thì nó cũng mang lại rất là nhiều cái lợi ích trong cái việc mà chúng ta phát triển các cái hệ thống phần mềm. Ba cái lợi ích chính của nó đó là communication, identification và verification. Vì sao mà nó có cái giá trị trong cái việc gọi là communication? Thì như chúng ta đã biết rằng là các cái yêu cầu của hệ thống phần mềm, mà ở đây là các cái chức năng chính, các cái use case, tức là mô tả các cái chức năng chính đó, thì nó cần phải có cái sự đồng thuận của tất cả những cái người mà liên quan, những cái người tham gia của cái dự án phần mềm, ví dụ như là end user hay domain expert hay là programmer hay là những cái người mà quản lý dự án vân vân, khách hàng. Thì đều là cần phải được tham gia và được trao đổi để mà xác định là cái hệ thống phần mềm đấy là có những cái use case nào, xác định tên của các cái use case và có bao nhiêu cái use case. Cái tác dụng thứ hai là dùng để identification. Thế thì rõ ràng là cái việc mà ngay từ đầu với các cái hệ thống phức tạp thì nó sẽ rất là khó để mà xác định xem là một cái hệ thống phần mềm đấy là nó sẽ bao gồm những cái use case nào. Vì vậy cho nên là ngay từ đầu mà để sự như là chúng ta cùng trao đổi và cùng để mà xem xét và phát hiện xây dựng các use case cho một cái hệ thống phần mềm, thì nó có cái giá trị trong cái việc là sau này là cái hệ thống phần mềm để nó sẽ được xây dựng với những cái chức năng chính như thế nào. Một cái tác dụng thứ ba nữa là nó sẽ liên quan đến cái khái niệm gọi là verification, tức là cái việc mà kiểm chứng một cái hệ thống phần mềm đấy là nó đúng hay chưa. Thế thì các cái use case này rõ ràng là nó sẽ mô tả các cái chức năng chính của hệ thống, và các cái chức năng một cái hệ thống phần mềm mà nó chạy đúng hay chưa thì chúng ta phải kiểm chứng các cái chức năng chính này. Thế thì dựa trên cái ví dụ như là mô tả của cái hệ thống phần mềm là nó có những cái chức năng chính gì, đầu vào là gì, đầu ra là gì, vân vân, nó được hoạt động theo những cái kịch bản như thế nào, thì dựa trên những cái mô tả tại cái giai đoạn ban đầu của các use case đó thì chúng ta sẽ xây dựng được các cái kịch bản kiểm thử cho các cái use case của hệ thống phần mềm. Và vì vậy cho nên là rõ ràng là cái use case này ngay từ đầu thì nó đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng
trong cái tiến trình gọi là phát triển các cái hệ thống phần mềm. Và chúng ta đã nói đến các cái use case và các cái biểu đồ gọi là use case diagram của UML. Trong cái mô hình use case này, chúng ta còn có một cái khái niệm nữa, đó là các cái use case specification. Thì như chúng ta đã nói rằng là các cái use case specification này thì nó mô tả các cái thông tin liên quan đến các cái use case ở trong cái biểu đồ use case diagram của UML. Thì chúng ta mô tả cái gì ở trong cái use case specification này? Thế là tên trong này use case này nó có mỗi cái tên của use case thôi. Thế ở dưới này chúng ta mô tả những cái nội dung gì ở trong này? Thế thì cả phía bên trái này là tất cả các cái thông tin mà chúng ta cần phải mô tả nó ở trong cái use case specification. Ví dụ tên của use case là gì? Brief description, mô tả tóm tắt của các cái use case. Flow of event, tức là luồng các cái sự kiện của use case. Relationship, quan hệ với các cái use case khác như nào. Chúng ta có thể là vẽ các cái activity diagram, hay là chúng ta có thể là vẽ các cái use case diagram khác. Các cái special requirement, các cái yêu cầu đặc biệt khác. Precondition, cái tiền điều kiện để mà chúng ta thực hiện cái use case này. Ví dụ như chúng ta, ví dụ như là để mà xem được điểm của một môn học nào đó chẳng hạn, thì cái kịch bản mà ví dụ như là để mà xem điểm hay là để mà chọn thầy cô biểu chẳng hạn, thì mà nó phải có một cái precondition, đó là sinh viên cần phải login vào ở trong hệ thống. Thì ví dụ như là đây là precondition là cần phải login vào cái hệ thống để mà thực hiện cái use case này. Một condition chẳng hạn là một, chúng ta mô tả là sau khi mà thực hiện các cái hoạt động ở trong cái use case này thì cái kết quả mà thu được là gì, thì chúng ta sẽ mô tả trong cái post condition và một số các cái biểu đồ khác, nếu như mà chúng ta có thể là mô tả để rõ hơn các cái yêu cầu ở trong cái bản gọi là use case này, use case specification này. Thế thì trong cái việc mà mô tả các cái use case thì chúng ta có cái khái niệm gọi là follow up event này. Cái follow up event này nó sẽ mô tả cái luôn các cái sự kiện, và cái luôn các cái sự kiện đó nó là mô tả một cái kịch bản thực hiện của một cái use case. Ví dụ như là chúng ta là trình bày cái kịch bản mua vé tàu. Thì mua vé tàu là gì? Đầu tiên là chúng ta phải mua vé tàu ví dụ như online chẳng hạn, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta đăng nhập này, chúng ta chọn ngày này, chọn thời gian này, chọn địa điểm đi và đến này, chúng ta chọn toa này, chọn số ghế, sau đó thì là trả tiền, vân vân. Thế thì đó là một cái kịch bản để mà chúng ta thực hiện cái gọi là use case, gọi là mua vé tàu. Thế thì một cái mũi tên mà đi từ trên xuống dưới này thì đó là một cái kịch bản mà nó không gặp những cái trường hợp mà ngoại lệ. Tuy nhiên là ví dụ như là gặp những cái trường hợp ngoại lệ gì nào đó chẳng hạn, ví dụ như là mua vé tàu nhưng ngay đó là không có tàu này, hay là ví dụ như cái chỗ mà chúng ta đặt đó là chẳng hạn là có người ta đặt rồi chẳng hạn, vân vân, thì gặp trường hợp đó thì chúng ta cần phải làm những cái việc gì, vân vân. Thì đúng là trong này chúng ta một số các cái vẽ một số các cái kịch bản khác nhau của cái việc là mô tả các cái luôn các cái sự kiện, mà tí nữa là chúng ta cũng sẽ xét là sự mô tả thực tế là trong cái kịch bản là như thế nào thông qua cái case study mà chúng ta đã đề cập, đó là cái hệ thống gọi là quản lý môn học, quản lý đăng ký học. Có một cái tài liệu nữa mà chúng ta đã nói rằng là nó nằm ngoài cái use case model, đó là cái tài liệu gọi là glossary. Tuy nhiên nó cũng đóng vai trò quan trọng trong cái yêu cầu của cái hệ thống phần mềm. Tài liệu glossary này thì nó đi kèm với cả cái tài liệu yêu cầu của cái hệ thống phần mềm, thì nó để nó mô tả tất cả các cái từ khóa ở trong cái hệ thống đó mà nó có thể là gây nhập nhằng hay là gây khó hiểu. Những cái từ khóa thuộc lĩnh vực, thuộc chuyên môn mà có thể là người mà phát triển phần mềm người ta có thể là không hiểu được, hay là các cái bên liên quan có thể là không hiểu được. Thì ví dụ như là cái tài liệu là với việc cái hệ thống gọi là đăng ký môn học này, chúng ta nhìn thấy là nó có một số các cái từ khóa
mà người ta cần phải cung cấp và định nghĩa cái từ khóa này để mà cho tất cả mọi người đều có thể đọc và hiểu rõ hơn về cái hệ thống này. Ví dụ như là khái niệm là cost, cost offering hay là cost catalog chẳng hạn, thì có cái từ khóa nó sẽ liên quan, và nếu như chúng ta không hiểu thì chúng ta có thể xem lại trong cái bản glossary này. Cũng tương tự như vậy, nếu như mà chúng ta học cái ngành công nghệ thông tin mà chúng ta cũng không hiểu về cái lĩnh vực, ví dụ như là ngân hàng này, hay là các cái lĩnh vực kiểm toán vân vân chẳng hạn, thì ví dụ như chúng ta có các từ khóa liên quan đến ví dụ như là bên nhạc cao, hay là các cái từ khóa liên quan đến các cái lĩnh vực tài chính liên quan mà chúng ta không hiểu, thì chúng ta có thể đọc lại trong cái danh sách các cái từ khóa của hệ thống ở trong cái tài liệu glossary này. Tí nữa chúng ta sẽ xem xét cái glossary ở trong cái case study. Ngoài ra chúng ta cũng đã đề cập đến cái bản gọi là đặc tả bổ sung, supplementary specification. Thế thì trong cái tài liệu gọi là supplementary specification này thì chúng ta sẽ mô tả những cái thông tin gì? Thế thì đây là một số các cái nội dung mà chúng ta cần phải mô tả ở trong cái tài liệu này. Đó là cái tính gọi là functionality, tính usability, tính reliability, performance, supportability hay là design constraint. Thì đó chính là các cái ràng buộc, các cái chức năng mà các cái tính chất của hệ thống phần mềm mà chúng ta cần phải mô tả trong các cái cần phải mô tả trong cái tài liệu gọi là supplementary specification này. Thế thì phần tiếp theo chúng ta sẽ xem xét một cái ví dụ mà người ta chúng ta sẽ xem xét một cái ví dụ của IBM liên quan đến cái việc gọi là việc yêu cầu cho cái hệ thống phần mềm là code generation system. Thì đầu tiên là cái gọi là cái nêu bài toán problem statement. Cái việc mà nếu bài toán là chúng ta trình bày cái lý do mà để mà xây dựng cái hệ thống phần mềm. Thế thì ở đây chúng ta có cái bài toán đấy rồi. Chúng ta có thể tóm tắt lại cái bài toán như thế này. Tức là cái trưởng cái gọi là bộ phận hệ thống thông tin của cái trường đại học Willy thì được giao nhiệm vụ là phát triển một cái hệ thống đăng ký cho sinh viên, hệ thống mới về liên quan đến đăng ký môn học cho sinh viên. Và cái trường đại học này muốn một cái hệ thống gọi là client server, muốn dựa trên cái kiến trúc gọi là client và server để mà thay thế cái hệ thống cũ mà được phát triển dựa trên cái công nghệ gọi là mainframe. Và cái hệ thống này cho phép là sinh viên đăng ký môn học, view report card từ cả cái máy tính cá nhân kết nối vào cái mạng LAN của trường đại học. Và các giáo sư thì có thể là truy cập vào hệ thống để mà ví dụ như đăng ký giảng dạy hay là chấm điểm. Tuy nhiên là vì cái kinh phí của cái trường đại học này nó cũng hơi thấp, cho nên người ta không muốn thay thế hoàn toàn một cái hệ thống mới, mà người ta muốn là nâng cấp cái hệ thống cũ thôi. Và vì vậy cho nên là sẽ giữ lại cái gọi là Code Catalog Database, là sẽ một cái server mà chứa các cái dữ liệu của các cái môn học đó sẽ được giữ lại. Và cái hệ thống này thì nó sử dụng cái gọi là các cái bộ hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu là tương đối là cũ và rất là chậm.
Và với cái việc vận hành của hệ thống này thì đầu học kỳ thì sinh viên sẽ yêu cầu một cái danh sách các cái môn học ở trong học kỳ đó liên quan các cái thông tin liên quan đến môn học, đến giáo sư và các cái môn học tiền điều kiện để mà sinh viên có thể là quyết định là lựa chọn cái môn học nào phù hợp. Và mỗi cái học kỳ thì sinh viên lựa chọn là 4 cái môn học. Cho phép là lựa chọn 4 môn học. Và các cái môn học này thì nó sẽ cho phép là 10 sinh viên tối đa và ít nhất là phải có 3 sinh viên đăng ký. Và nếu như mà lớp học mà có dưới 3 sinh viên thì sẽ bị cancel, sẽ bị bỏ đi. Và cuối cái học kỳ thì sinh viên sẽ truy cập vào hệ thống để mà xem các cái gọi là các cái bản gọi là đánh giá điện tử ấy, tức là các cái bảng điểm, cái bản đánh giá. Và các cái giáo sư thì có thể là đăng ký các cái môn học thông qua cái hệ thống online và chấm điểm cho các cái sinh viên. Thế để đó là cái và cái việc mà đăng ký môn học này, sau khi mà đăng ký môn học thì cái hệ thống này nó sẽ gửi cái thông tin đăng ký môn học của sinh viên đến cái hệ thống gọi là billing system này để mà tính tiền, tính học phí. Và cái hệ thống mà billing system này là một cái hệ thống mà cũng tức là để mà tính toán cái hóa đơn đó, là cái hệ thống mà đã tồn tại, tức là để cái hệ của cái hệ thống cũ và cũng cần phải được sử dụng lại trong trong cái hệ thống mới. Thì đó là cái nêu bài toán. Cái bài toán này, giả sử gặp cái bài toán này, chúng ta cần phải việc yêu cầu như thế nào, ta phân tích thiết kế nó như thế nào. Thế thì đi với cả cái môn học này thì chúng ta sẽ lấy cái bài toán này để mà minh họa cái quá trình gọi là phân tích và thiết kế. Thế thì trong cái quá trình mà phân tích thiết kế, chúng ta đầu tiên là chúng ta xây dựng cái tài liệu gọi là glossary, đúng không? Là tài liệu glossary là cái bộ từ điển liên quan đến cái hệ thống phần mềm này. Và chúng ta đã nói rằng là cái hệ thống phần mềm nó có những cái từ khóa liên quan, ví dụ như là code này, code of ring, code catalog, faculty, finance system, grade, professor, vân. Thế là đây là các cái từ khóa và chúng ta cần phải định nghĩa nó là cái gì với các cái từ khóa này. Thì đó là cái tài liệu glossary. Và chú ý chúng ta chú ý là trong cái bài tập lớn thì khi mà việc kêu cầu hệ thống phần mềm thì chúng ta cũng cần phải xây dựng cái tài liệu glossary này. Tiếp theo là cái tài liệu gọi là supplementary specification. Trong cái tài liệu này thì chúng ta sẽ phải viết các cái ràng buộc liên quan đến các cái tính năng, ví dụ như là functionality, usability, reliability, performance, supportability, security, vân vân. Thì chúng ta nhìn thấy là ví dụ như là functionality, ví dụ là ràng buộc của nó là multiple user must be able to perform their work concurrently. If the code offering become full while student we building a schedule including that offering, the student must be notified. Hay là tính độ tin cậy của hệ thống là the system shall be available 24 hours a day and 7 days a week with no more than 10 downtime. 10% downtime. Thì đây là các cái ràng buộc, như là các cái ràng buộc phi chức năng của hệ thống, các cái độ tin cậy, độ bảo mật của hệ thống vân vân sẽ được mô tả ở trong cái tài liệu gọi là supplementary specification. Thế còn lại cái phần chính của cái tài liệu yêu cầu đó là use case model. Thì đầu tiên là chúng ta vẽ cái use case diagram, đúng không? Cái use case diagram này chúng ta đã xuất hiện trong một cái tài liệu về gọi là các cái biểu đồ của UML. Thì trong này nó có các cái tác nhân, ví dụ như là đây chúng ta như thế có các cái tác nhân là student này, professor này, register. Thì đây là những cái, đây là người, đây là những cái người mà tham gia vào sử dụng cái hệ thống phần mềm này. Còn chúng ta còn có hai cái tác nhân nữa là code catalog và billing system. Tức là đây là không phải là người, tuy nhiên đây là các cái server, các cái hệ thống mà đã tồn tại mà có tác động vào cái hệ thống phần mềm mà chúng ta muốn xây dựng.
và chúng ta như sợ có một số các cái use case, ví dụ như là view report các cái register for code, select code, to this hay là submit grade, login, thì đấy là một số các cái use case và một các cái actor nào thì có thể truy cập đến các cái use case nào thì chúng ta đã mô tả nó ở trong cái use case diagram của UML này. Sau khi mà chúng ta đã vẽ xong các cái use case diagram, chúng ta đi qua cái phần gọi là use case specification, tức là mô tả chi tiết của các cái use case này. Thì chúng ta mô tả theo các cái nội dung mà chúng ta đã giới thiệu lúc nãy ở trong slide, tức là đầu tiên là tên của cái use case. Ví dụ như là đây là tên của use case là cloud registration. Và tóm tắt cái use case này, brief description, chúng ta mua viết cái tóm tắt ở đây. Follow up event, tức là cái luôn các cái sự kiện. Luôn các cái sự kiện chúng ta nhìn thấy là cái basic follow, tức là cái mũi tên này đi thẳng tên xuống này. Thì nó có 1, 2, 3, 4, 5, tức là các cái bước để mà chúng ta thực hiện cái kịch bản là để gọi là đóng cái việc đăng ký này lại như thế nào. 1 làm gì, 2 làm gì, 3 làm gì, 4 làm gì. Trong trường hợp mà ví dụ như là ngoài cái mũi tên thẳng đến chỗ này, chúng ta còn có cái mũi tên là đi lui hoặc là đi chéo qua chẳng hạn. Thì trong trường hợp đấy nó gọi là alternative follow. Ví dụ như là đăng ký môn học nhưng mà môn học đấy không có giáo sư nào đăng ký dạy chẳng hạn. Hay là cái hệ thống là billing system, hệ thống mà tính hoàn hóa đơn là nó không sẵn sàng để cái việc thanh toán, thì nó sẽ người ta sẽ sửa trong trường hợp này thì sẽ xử lý như thế nào. Special requirement trong trường hợp này là không có mô tả gì. Và precondition là cái tiền điều kiện, thì ví dụ như là để mà đóng cái registration này thì cái người register này phải log vào cái hệ thống. Precondition thì nếu như mà thành công thì cái hệ thống sẽ đóng lại, còn nếu không thì cái hệ thống này nó sẽ không thay đổi gì, vân vân. Thì đây là một cái mô tả gọi là đặc tả chi tiết cho cả cái cho cả cái use case. Và tất cả các cái use case ở trong cái mô hình, trong cái mô hình gọi là use case diagram, nó phải đều được mô tả tương tự như vậy. Ví dụ như đây là login chẳng hạn, thì nó cũng được tương tự với các cái mục tương ứng. Hay là maintain professor information, đây chúng ta được mô tả maintain student information. Register for code cũng là một cái use case ở trong hệ thống. Tất cả các cái use case đều được mô tả là giống nhau. Thế thì nếu như mà chúng ta tham khảo và chúng ta cũng viết được các yêu cầu của hệ thống phần mềm theo đúng cái cách thức như vậy, thì chúng ta đã coi như là đã hoàn thành cái việc gọi là việc cái yêu cầu phần mềm theo phương pháp hướng đối tượng, bao gồm những cái phần tử nào, cách thức để mà mô tả để mà viết các cái yêu cầu của hệ thống phần mềm như thế nào. Thế thì bây giờ là rất là xin lỗi các bạn là bây giờ lại đến giờ tôi lại phải đi họp, cho nên là cái phần này chúng ta tiếp tục. Sau khi mà lựa chọn cái tên đề tài thì có một số các tôi thấy cả một số các bạn đã lựa chọn cái tên đề tài bài tập lớn ở trong cái trên cái link. Thì tôi hiểu rằng là bạn nào mà không nhập cái tên đề tài vào thì là làm theo đúng cái đề bài yêu cầu, còn bạn nào nhập cái tên đề tài vào thì là đăng ký một cái đề tài khác. Và có một số có một nhóm nào đó thì tôi đã yêu cầu là cái việc gọi là thay đổi cái tên đề tài, bởi vì cái đề tài này nó hơi đơn giản, vì vậy cho nên là các bạn cần phải thay đổi cái tên đề tài cho nó phù hợp. Và các nhóm sau khi mà học trong cái buổi này thì chúng ta sau khi mà xác định cái tên đề tài thì chúng ta thực hiện cái việc gọi là việc cái yêu cầu của hệ thống phần mềm. Thì chúng ta nên lựa chọn một cái hệ thống phần mềm đó nào đó, tất nhiên là có hệ thống phần mềm lớn, có hệ thống phần mềm nhỏ, tuy nhiên là mỗi bạn nên viết khoảng từ 2 đến 3 cái use case, tức là một cái hệ thống phần mềm mà các bạn chọn. Thì tùy theo là ví dụ như là nó khoảng có khoảng từ 5 đến 7 use case này, thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để phân chia công việc, và nó sẽ rất là tốt để mà chúng ta luyện tập cái việc gọi là viết các cái yêu cầu của các hệ thống phần mềm. Và các cái yêu cầu này thì nó chúng ta sẽ tiếp tục là dựa trên cái yêu cầu của hệ thống phần mềm, chúng ta sẽ tiếp tục cái giai đoạn gọi là phân tích và thiết kế. Cái này tôi sẽ đưa lên hết chứ, tất cả các cái slide cũng như là tất cả các cái file PDF này tất cả đều được đưa lên trên trên của website môn học. Tuy nhiên bây giờ là tôi đang bận tí thì tôi sẽ lúc nào tôi quay về thì tôi sẽ up nó lên.
Còn lại cái tên đấy bạn, cái tên bài tập lớn thì tôi chỉ cung cấp như vậy thôi, còn các bạn tự tư duy và tự đề xuất cái việc gọi là hạn chế của cái tức là hạn chế các cái chức năng cũng như là một mô tả thêm các cái chức năng của hệ thống. Còn lại không không có cung cấp thêm bất cứ một cái thông tin gì nữa về cái hệ thống mà chúng ta cần phải thực hiện. Thế thôi, có ai có câu hỏi gì thêm không? Nếu như mà không hỏi thì chúng ta tuần này chúng ta tạm thời là việc yêu cầu buổi tổng phần mềm đi, xong rồi các cái buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục rồi bắt đầu với những cái giai đoạn gọi là phân tích giai đoạn thiết kế. Và cái môn học này chúng ta cũng tập trung vào cái việc gọi là thực hành việc cái tài liệu phân tích thiết kế, cho nên cái việc là lý thuyết chúng ta trên lớp chúng ta cũng không cần phải quá nhiều, chúng ta biết cách làm thôi và chúng ta cứ cố gắng để mà làm cho tốt cái việc gọi là việc các cái tài liệu phân tích và thiết kế này. À, cái đấy, cái việc đấy là việc tài liệu, tức là một cái hệ thống mà nó mô tả để mà ấy thôi, chứ chúng ta không cần phải đi đi tìm thông tin các bệnh hay gì đó, mà cái thông tin đấy ví dụ như chúng ta quản lý cái gì thì chúng ta phải mô tả nó trong hệ thống, chứ không phải là chúng ta đi tìm tất cả các cái ca bệnh và thứ để nó làm gì đâu. Đấy là dữ liệu, chúng ta có cần quan tâm đến dữ liệu không? Không cần phải quan tâm dữ liệu, mà chúng ta xây dựng cái mô hình, tức là chúng ta những cái thông tin gì chúng ta cần quản lý, chứ chúng ta không phải đi tìm một ca bệnh hay hai ca bệnh. Nhưng mà ví dụ như là ca bệnh chẳng hạn, ví dụ họ tên của ca bệnh hay là địa chỉ hay là gì đó, tuổi vân vân, thì mới cần phải ấy, chứ chúng ta cần gì phải đi tìm ca bệnh làm gì. À, chúng ta cần là cột một key case thôi, chúng ta chỉ cần có một use case, tức là nó rõ, rất là trong rõ, nó rõ yêu cầu rồi. Các bạn chỉ cần một use case nào đó là được, chứ yêu cầu use case nào đó mà thực ra là use case chính của hệ thống, chứ không phải là chúng ta cài đặt use case docking, nhưng chúng ta bảo là à, tôi đã cài đặt xong cái một use case rồi, tức là không không phải một use case ví dụ như là mà rất là cơ bản của hệ thống đấy, chúng ta cài đặt một cái thôi. Thế nhá, bây giờ tôi là nếu có vấn đề gì các bạn hỏi thì tuần sau chúng ta sẽ hỏi và đáp tiếp nha. Rồi, chào các bạn.